Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bạo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ten Hag lên kế hoạch hoàn hảo cho Ronaldo. MU được khuyên không nên tiếc 120 triệu bảng. MU chính thức đánh tiếng chiêu mộ Eriksen và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU được khuyên không nên tiếc 120 triệu bảng. De Clerdai là mục tiêu theo đuổi của Man U trong thời gian qua và họ được khuyên không nên tiếc tiền để lấy chữ ký của Rai. De Clerdai nổi lên như một tiền vệ phòng ngự xuất sắc bậc nhất tại ngoại hạng Anh trong những năm gần đây. Nhiều ông lớn trong đó có Man U đang rất nóng lòng có được chữ ký của Rai ở mùa hè này, bất chấp mức phí chuyển nhượng của anh có thể lên đến con số 120 triệu bảng. Bàn về vấn đề này, cây bút SkyBay bày tỏ quan điểm với tờ Mirror rằng, Rai sẽ giải quyết cơn đau đầu của Erik Ten Hag ở khu vực giữa sân. Ông nói hiện tại anh ấy đang là một cầu thủ cực kỳ xuất sắc và đã phát huy hết tiềm năng của mình. Anh ấy sẽ trở thành một thủ lĩnh trong tương lai dù khoác áo bất kỳ đội bóng nào. Tôi có chút băn khoăn rằng Man U giữa vòng vây của nhiều câu lạc bộ khác liệu có chi tiền tấn để mang về một cỗ máy vĩnh cửu khi mà mức giá 120 triệu bảng là khá kinh ngạc. Theo Nightingale, West Ham sẽ chấp nhận lời đề nghị trị giá 120 triệu bảng cho bất cứ câu lạc bộ nào muốn có Declan Rice vào mùa hè này mức phí này đã giảm khá đáng kể so với những gì mà The Hammer yêu cầu trước đó là 150 triệu bảng. David Moy cũng từng tuyên bố rằng sẽ không nhả Declan Rice với giá dưới 100 triệu bảng. MU chính thức đánh tiếng chiêu mộ Eriksen Như vậy, sau nhiều đồn đoán thì MU đã chính thức đánh tiếng để chiêu mộ Christian Eriksen theo dạng chuyển nhượng tự do. Để đáp lại động thái này, tiền vệ người Đan Mạch chia sẻ đầy ẩn ý về việc gia nhập MU. Tôi rất muốn trải nghiệm lại C1 nhưng thực tế thì các chuyện đó lại một mùa bóng cũng chẳng sao cả. Tòa sáng rực rỡ màu áo đội tuyển quốc gia cũng như Brentford sau sự cố ngưng tim, Edison có thể là một phương án tốt với giá không đồng trong bối cảnh MU không có quá nhiều tiền chuyển nhượng ở hè năm nay. Ten Hag lên kế hoạch hoàn hảo cho Ronaldo. tờ Manchester Evening News nhận định Ten Hag đã chuẩn bị cho kế hoạch sử dụng siêu sao Ronaldo ở mùa giải mới khi họ phải thi đấu tại ngoại hạng Anh. Dự kiến vị Tân thuyền trưởng của Quỷ đỏ sẽ tiếp tục sử dụng CR7 ở vị trí trung phong hàng tiền đạo cho các trận đấu cúp quốc nội với tần suất dự kiến một tuần một trận. Rõ ràng, đây là lựa chọn phù hợp với thể trạng của siêu sao người Bồ Đào Nha khi anh chuẩn bị lên đường tham dự World Cup vào cuối năm. Bản thân ở độ tuổi 38, Ronaldo cũng khó lòng cài ải với tần suất dài đặc như thời kỳ đỉnh cao. Van der Gart bản hợp đồng thành công đầu tiên của MU. Hai năm trước đây, Eric Ten Hag đã thăng chức cho Van Grat làm trợ lý sau sự ra đi của trợ lý cũ và một năm sau đó, bộ đôi này đang tiếp quản một trong những công việc lớn nhất và khó nhất của bóng đá thế giới, đó là quản lý Man U. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra, ít nhất chất lượng chuyên môn của MU sẽ được cải thiện đáng kể bởi Van der Gart là một huấn luyện viên chuyên trách phòng ngự kiểu mẫu. MU đã tính cải thiện hàng thủ của mình sau những gì xảy ra ở mùa giải này vòng độ của Hardingay đã giảm sút một cách thảm hại và Ten Hag coi việc khôi phục sự tự tin là ưu tiên hàng đầu khi ông nhậm chức. Họ cũng đang tính mang về Torres và Julian Timber để gia cố thêm phòng tuyến này. trong khi đó nhìn sang Ajax, người ta thấy rằng họ chỉ để thủng lưới 19 bàn sau 34 trận mùa này. Van der Gaat từng nói trước đây rằng ông thích những cuộc trò chuyện mang tính cá nhân với các cầu thủ hơn là chỉ đạo một tập thể theo ý mình. Tôi đã từng nói chuyện với cả đội. Nhưng từ khi làm huấn luyện viên trưởng, tôi ngày càng rời xa điều đó. Trợ lý của tên hãng đầu thác nói với tờ Mirut ở Hà Lan, Ngày nay các cầu thủ càng thích những cuộc trò chuyện riêng tư, điều đó cần nhiều thời gian và năng lượng hơn nhưng tôi cảm giác rằng mình có thể tiếp cận các cậu học trò tốt hơn theo cách đó. 12 tháng đầu tiên của anh người vì tư cách là trợ lý ở Ajax đã kết thúc với một chức vô địch và thành tích phòng ngự hiếm thấy. Xong, áp lực và sự kỳ vọng tại Man U không giống như bất cứ nơi nào khác mà họ từng trải qua lấy lại sự tự tin cho những cầu thủ như Maguire hay là dạy lại Quỷ Đỏ cách tư duy phòng ngự không phải là chuyện đơn giản. Tấn Delik mơ tái ngộ Ten Hag tại MU. Chung về người Hà Lan Mathis để vừa chia sẻ rằng anh luôn tin tưởng vào tài năng của ông thầy cũ Erik Ten Hag. Theo Delik, MU sẽ sớm gặt hái được những thành công khi Ten Hag trở thành huấn luyện viên trưởng, khiến nhiều người tin rằng Delik đang ngấm ngầm muốn gia nhập đội chủ sân Old Trafford, bất chấp đang được Chelsea đánh tiếng chiêu mộ. MU chỉ đứng thứ sáu ở ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua với 58 điểm, kém 35 điểm so với nhà vô địch Man City. Quan trọng hơn, quỷ đỏ đã mất xuất dự C1 mùa giải tới và đây là một thiệt thòi cực lớn dành cho đội bóng này mỗi khi liên hệ chiều mộ các tân binh. Tân thuyền trưởng Ten Hag đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy khó khăn, đó là mang về những tân binh và giấm đưa MU trở lại quỹ đạo chiến thắng. Sức mạnh khủng khiếp của Man City hay Liverpool khiến cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh ngày càng trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, theo Đề lích, tài năng của huấn luyện viên Ten Hag sẽ giúp MU sớm tìm ra được hướng đi đúng đắn. Ông ấy là một người yêu công việc và luôn thích tính toán. Ten Hag thực sự chú ý vào từng tiết, dù là nhỏ nhất, điều này giúp ông ấy trở thành một huấn luyện viên tuyệt vời. Ông ấy có rất nhiều phẩm chất để có được thành công, chúng ta sẽ cùng chờ xem ông ấy làm gì tại MU. Mục tiêu lớn nhất của Ten Hag là sẽ hồi sinh những cầu thủ có phong độ xa sút. Ông ấy chắc chắn sẽ cải thiện được phong độ của các cầu thủ. Ông ấy biết cách làm mọi thứ để khiến đội bóng của mình mạnh hơn. Với động thái mới nhất của Delic, nhiều người tin rằng MU nên đưa ra một lời đề nghị chính thức dành cho Juventus trong bối cảnh bà đầm già thành Turin đã sẵn sàng chia tay với ngôi sao người Hà Lan nhằm bình ổn lại quỹ lương. Nếu gia nhập Old De Delic nhiều khả năng sẽ là một trong những mảnh ghép đầu tiên trong quá trình Hà Lan hóa MU của huấn luyện viên Ten Hag khi cựu huấn luyện viên Ajax đang lên kế hoạch mang về nhiều tuyển thủ của cơn lốc màu da cam. MU phải thay đổi cách xây dựng đội hình có thể nói Ten Hag đã đến MU vào một thời điểm thích hợp vì sự ra đi của ít nhất 6 cầu thủ ở đội 1 vào mùa hè này đang mang lại cho ông một khoảng trống cần thiết để thay đổi đội bóng. Huấn luyện viên 52 tuổi này chắc chắn sẽ tìm cách đặt dấu ấn của riêng mình lên MU và nhiệm vụ đó trở nên dễ dàng hơn nhờ làn sóng ra đi ở Old Trafford. Sự ra đi ồ ạt này sẽ mang đến cho Ten Hag nhiều khoảng trống để đại tu lại đội bóng nếu như MU muốn hướng tới các bản hợp đồng mới trong mùa hè nhưng MU dường như không có kế hoạch chiêu mộ một loạt để thay thế những cầu thủ đã hết hợp đồng và sẽ chính thức rời câu lạc bộ vào cuối tháng này. Những sự ra đi đó sẽ giải phóng một số chỗ trong đội và quan trọng hơn là hơn một triệu bảng tiền lương một tuần. Nhưng cơ hội lớn hơn đến với MU là thu gọn một đội hình vốn cồng kềnh hơn là đưa về một loạt các bản hợp đồng mới có một sự chấp thuận ở Trafford rằng MU đã có một đội hình quá lớn trong những mùa giải gần đây. Đó là lý do tại sao những sự ra đi đó không hề gây ra nhiều lo lắng khi nói đến sự thay thế họ. Ờ, việc mất Matic và Pogba sẽ đòi hỏi một loạt hai người thay thế ở hàng tiền vệ và MU cũng có một hàng tiền đạo trong tầm ngắm của họ. Với việc Cavani ra đi và Ronaldo đã bước sang tuổi 38 mùa này, nhưng đó sẽ là những bản hợp đồng mới hiếm hoi ở hai khu vực đang được ưu tiên mùa hè này. Mata và Lingard chỉ chơi tổng cộng 602 phút ở ngoại hạng Anh mùa trước và việc cả hai đều bị xôn xa và rang nick ngó lơ thường xuyên là bằng chứng cho thấy cả hai lẽ ra phải ra đi vào mùa hè năm ngoái. Sự cưng chiều của Son cùng với chiến lược đưa ra các hợp đồng mới của Edward Watt để bảo vệ giá trị của cầu thủ đã khiến cho đội hình của MU trở nên công cành và khó sử dụng. Giữ cho tất cả hạnh phúc là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng Rangnick đã phát hiện ra sau này khi là huấn luyện viên tạm quyền 6 tháng thay Ole. Hầu hết các huấn luyện viên ưu tú hiện nay thích làm việc với một đội hình có quy mô nhỏ hơn, nơi việc duy trì động lực thi đấu không phải là vấn đề mà họ sẽ tập trung vào công việc huấn luyện là chủ yếu. Họ cũng chú trọng hơn tới số lượng cầu thủ trẻ triển vọng trong đội. Đã khi Ten Hag được bổ nhiệm, MU đã nói rõ về tiềm năng trong đội hình hiện có và cả những tài năng đến từ học viện. Eric Ten Hag sẽ có nhiệm vụ mở khóa cả hai và việc sớm có một đội hình nhỏ hơn sẽ khiến công việc của ông dễ dàng hơn xa và Rangnick đã sử dụng tổng cộng 29 cầu thủ ở ngoại hạng Anh mùa trước. Con số đó rõ ràng là quá lớn và thực tế những cầu thủ kinh nghiệm như Bailey, Lingard, Mata, Matian, John và Van der Beek đều chỉ chơi chưa đầy 400 phút cho thấy đây là một đội hình lớn không cần thiết. Những sự ra đi trong tháng này sẽ cho phép MU thay đổi điều đó. Ten Hag và John tóc có thể tác động nhiều hơn bằng cách bán đi một số cầu thủ nữa đang không hạnh phúc ở Old Trafford, đặc biệt là Bailey và Matian. Tất nhiên những ngôi sao sắp đến vẫn sẽ là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận xung quanh MU vào mùa hè này, nhưng đây cũng là cơ hội để câu lạc bộ bắt đầu khắc phục một số sai lầm khi xây dựng đội hình cho huấn luyện viên mới của họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.